Rất vui mừng được gặp lại quý vị khách hàng, quý vị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán nhận ký gửi, nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở, căn hộ chung cư vân vân, với những vị trí rất là trung tâm đắc địa, với những căn nhà, những lô đất, diện tích nhỏ, diện tích lớn từ 50m² đến trên 1000m². Vì vậy, với quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua để đầu tư thì hãy liên hệ với Nhà đất Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, cũng như là truy cập trực tiếp vào website nhadatbaohoang.com để biết thêm những thông tin, những sản phẩm đến từ kênh. Và cùng trở lại với một sản phẩm trong buổi trưa hôm nay đến từ kênh, đó là một căn nhà phố trên một trục đường giao nhau với trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và những hình ảnh ở đây Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị đó là những dãy nhà phố đồng bộ liền kề trên một trục đường rất là rộng, với lòng đường 6m, hành lang mỗi bên là 2m, với hai dãy phố đồng bộ, một trệt một lầu hoặc là một trệt hai lầu, với đường thông, khu dân cư an ninh yên tĩnh. Với vị trí nơi đây thì căn nhà chúng ta di chuyển ra trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Mỹ Ông Cù, vòng xoay An Phú, đường DT743, khu dân cư Việt Sinh V-Ship 1, hay là về lại với thành phố Thuận An, về lại với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 17 đến 20 cây, hoặc là về lại với các tỉnh thành như là tỉnh Bình Phước, các tỉnh thành Tây Nguyên trên trục đường quốc lộ 13, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì khoảng tầm 5 km, thưa quý vị. Vì vậy đây sẽ là một vị trí trung tâm để quý vị khách hàng chúng ta có thể mua để ở hoặc đầu tư, di chuyển qua lại giữa các vị trí trung tâm rất là gần. Ngoài ra những tiện ích đi kèm như là bệnh viện, trường học, chợ thì cách căn nhà của chúng ta khoảng tầm 1,5 km. Và bây giờ Bảo Hoàng xin được mời mọi người cùng nhìn ngắm lại một lần nữa với hình ảnh bên ngoài của căn nhà, trước khi Bảo Hoàng dẫn mọi người vào bên trong khảo sát cụ thể hơn những chi tiết bên trong của căn nhà. Với bộ cửa đầu tiên tại vị trí mặt tiền gara xe hơi, 4 cánh được làm từ những khung sắt hàng kiên cố với nhau, sơn màu đen chắc chắn và cũng rất là có điểm nhấn tại vị trí mặt tiền. Và không gian tiếp theo là không gian dành cho gara xe hơi, với gia đình có những chiếc xe cỡ lớn như là Fortuner, Ford Everest dài trên 5m7 thì đây sẽ là một không gian vừa vặn để chúng ta có thể đậu một chiếc xe cỡ lớn vừa rồi, hoặc là một chiếc xe 4 chỗ thì chúng ta đậu rất là thoải mái trong không gian gara xe hơi nhà mình. Và mặt trần thì đúc bê tông kiên cố, không lao phong, và được sơn trét cũng như là sơn những cái màu sơn khá là đẹp và bắt mắt, thưa quý vị. Bộ cửa tiếp theo tại vị trí mặt tiền của phòng khách, đó là một bộ cửa được làm bằng nhôm xin pha loại thép, kính đường lực 12 ly trong suốt, 4 cánh. Và chúng ta đến với không gian chính của căn nhà, đó là không gian của phòng khách nhà mình. Rất sạch sẽ, thoáng mát. Vì ngay lúc này thì thời gian cũng đã điểm vào lúc 12 giờ trưa, nhưng ở trong không gian căn nhà của chúng ta thì rất là mát mẻ, thưa quý vị. Vì căn nhà chúng ta cũng có một hướng nhà rất là mát mẻ, đó là hướng nam. Vâng, và đây là thiết kế chính của mặt trần, với mặt trần thiết kế theo kiểu trần giật cấp, được sơn thép mạ vàng ở phía trên, khá là đẹp và có điểm nhấn, cực kỳ có điểm nhấn cho không gian phòng khách của chúng ta, nơi sinh hoạt chung của gia đình cũng như là nơi đón những vị khách thân thương của gia đình mình. Với không gian rộng, thiết kế đẹp, thoáng mát, sạch sẽ. Còn đây là không gian của
phòng bếp nhà mình với bộ tủ gỗ nội thất hình chữ L, gỗ tự nhiên. Còn đây là một phòng vệ sinh ở phía cuối tầng trệt của nhà mình. Và không thể thiếu một hệ thống giếng trời, nơi đón ánh sáng không khí làm mát cho căn nhà. Và chúng ta sẽ đến với những phòng ngủ đầu tiên của nhà mình tại tầng 1. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan. Với thiết kế một trệt, hai tầng lầu, bốn phòng ngủ, chúng ta sẽ có những căn phòng với diện tích rất là rộng. Những phòng tiện ích đi kèm bên trong căn phòng ngủ đều có những cái dụng cụ trang thiết bị nội thất trong phòng rất là đầy đủ, như là phòng tắm với các cái trang thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh. Và không gian phòng ngủ cũng rất là rộng, thưa quý vị. Và phía trước căn phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có một cái không gian để trồng rau hoặc là bỏ một cái bộ bàn ghế đá ở ngay vị trí sân thượng phía trước như thế này. Rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với phòng ngủ thứ hai. Vâng, chắc là Hoàng sẽ dẫn mọi người tham quan phòng ngủ tiếp theo trên tầng 2. Vì căn phòng vừa rồi thì chủ nhà đang khóa ở trong, nên Hoàng sẽ dẫn mọi người tham quan những phòng còn lại. Không gian hành lang nối liền giữa hai phòng ngủ và một phòng thờ. Vâng thưa quý vị, đây là phòng ngủ thứ ba. Và phòng vệ sinh thì được đem ra ở bên ngoài cuối tầng 2. Còn đây là hệ thống giếng trời. Và phía sau còn có một bộ cửa để chúng ta đóng mở, đóng ánh sáng và không khí bên ngoài vào. Trở lại với phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 4. Vâng thú vị, với một căn nhà một trệt hai tầng lầu, bốn phòng ngủ, một phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, gara, xe hơi, với diện tích chiều ngang là 4m, chiều dài là 18m, hướng nhà là hướng nam, một vị trí rất là đẹp, trục đường thông, trục đường phía trước mặt tiền lên tới 6m, hành lang một bên là 2m, với hệ thống cây xanh, điện nước, cáp ngầm, cũng như là trục đường giao với ở khu dân cư nhà mình, như là trục đường cao tốc Bình Phước Tân Vạn, ngã tư vòng xoay An Phú. Hay là các cái trung tâm tiện ích đi kèm, chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì rất là gần với căn nhà chúng ta, khoảng tầm 1 đến 1,5 km. Vì vậy đây sẽ là vị trí một trục đường lớn, một trung tâm quan trọng của căn nhà, cũng như là vị trí đắc địa để chúng ta có thể
mua để ở hoặc đầu tư. Vì vậy, quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua nhà phố để ở hoặc đầu tư những sản phẩm từ 3 tỷ đổ lên. Với căn nhà này thì chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà để chúng ta sở với một mức giá phải chăng phù hợp hơn với căn nhà. Một lần nữa, Bảo Hoàng xin cảm ơn quý vị khách hàng đã dành thời gian theo dõi ở video này cũng như là đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa thì Bảo Hoàng xin cảm ơn, cũng như là nếu có thể quý vị khách hàng chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để có thể xem lại video này cũng như đón xem những sản phẩm, những video mới được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh YouTube nhà đất Bảo Hoàng mỗi ngày. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.